Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ ăn nấm nha. King Oyster Mushroom. Mình sẽ hấp nấm nha cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ cắt nấm nha mọi người. Cắt để hấp nó. Đâu có cắt cái gì đâu, người ta cắt sẵn hết trơn. Đây cả nhà, cái nấm nó to bằng chừng này nè. Bây giờ mình sẽ rửa sạch và hấp nó nha. Thao nấm luôn nè. Bây giờ mình đang chuẩn bị nồi hấp nè. Đun nước rồi. Nước sôi rồi, mình để nước hơi nhiều cho nên nó ấy, rồi bây giờ mình sẽ bỏ hấp nha cả nhà. Wow, giống hấp bánh bao quá cả nhà ha. Khó nghi ngất luôn. Mình gồm có tỏi và ớt. Bây giờ mình sẽ đâm ớt trước và sau đó mình sẽ bỏ đường nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đường vào. Đây cả nhà, mình đã đâm xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đường vào. Nước mắm của mình nó hơi mặn á. Mình dùng nước mắm này nè. Nó hơi mặn cho nên mình bỏ nhiều đường chút. Và mình sẽ bỏ một tí nước nha, nước nóng á. Nước mắm chua ngọt. Sẽ bỏ một tí nước nóng nha. Và bóp chanh nữa. Chắc chanh vào. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Long time no see. Chồng Hi mình everybody, how are you? Hôm nay chồng mình mới xuất hiện cùng mình. Yes. Mọi người có khỏe không mọi người ơi? Hôm nay vợ chồng mình sẽ làm một video, đó là ăn nấm oyster. I don't know, this is crazy. Nấm oyster mọi người. Thử nha. Và nước mắm chua ngọt tình. I'll probably only two. Eat đi. I want to eat too. Okay, let's go to eat, honey. Kéo nước mắm vào xếp ra cho anh liền nè. Ngon quá. Ngon. Ăn với rice. Ăn nấm rất tốt cho sức khỏe đó anh. So good. It's so soft though. Soft thì dai gần chết đây nè. It's like, look at that. Nó siêu dai. What's called it? King oyster. King oyster? Mushroom? Vua của loài nấm á. Oh my god. King mushroom. Yeah, king oyster mushroom. Anh nghĩ xem mình ăn hết không? No. I would probably eat two. It was good with hot pot. Đậm đảo hả? This is what we use for hot pot, right? Này gặp đồn nó nhắc hot pot nữa. Đâu. Nhưng mình còn thiếu nợ đó phải không? Nợ cái hot pot. Cái thằng chỗ làm mình đó mọi người. Tôi nhắc hoài. Thời lúc đó mình đang bầu chị Ba phải không? Đang bầu chị Úc hả? Mình đang bầu chị Úc. Cái chồng mình nói sẽ làm hot pot. Để vợ ta làm hot pot đãi tụi mày ăn. Mùi rong. Cái mình bầu mình bị ngán quá, mình làm gì không được. Thế là không có hot pot cho tụi nó.
mà chồng mình nghỉ làm chỗ cũ rồi, cái bây giờ chồng mình đi làm thêm á, part time nữa, làm hai job, bây giờ chồng mình làm hai job, cho nên là nhiều khi video là sẽ không có chồng mình xuất hiện trong video. Last one, okay. What, last one? Mm-hmm. I don't think so. Nói coi nước mắm này ăn gì ngon? Sò. Sò luộc. Sò hấp xả hả? Ừ. Xả là hấp. Chị đó nói sò mà hấp xả đó. Sò nở ra, xong rồi thơm mùi xả, xong rồi chấm vào nước mắm. Oh my god, đang ăn cái này mà tưởng tượng đến sò. I think I'm good. You good? You like it? Nó dai ngon. She's a good eater. Ăn hay lắm các bạn ơi. Cái gì cũng thử nha. Làm YouTube cần phải ăn nhiều món. Mình phải try everything. Yeah, but this is, yeah, it without nothing is okay, but làm YouTube mà nói thật ra là mình làm YouTube á, mình biết nhiều món á. Có nhiều món mình chưa từng ăn luôn á. Đó thằng bạn nó đưa cái gooseneck barnacle đó, nó đưa cho mấy người mai nó đưa. Bạn chồng mình nó thấy tụi mình làm YouTube, nói là sẽ cho tụi mình cái con gooseneck. Gooseneck là con, mình dịch Google ra là mình dịch Google ra là ốc gì không biết, ai ốc ma, móng tay quỷ, móng tay quỷ, ốc ma quái gì đó không biết. Ốc móng tay quỷ, để xem nhỏ nó cầm mọc ở trên đá. Anh có cầm điện thoại năng. I said the last one. Nó mọc ở trên đá, xong rồi mình lấy cây mình đào, mình khửi nó ra. Trời, nãy giờ hai chồng mình ăn được có 6 6 mushroom. Dạ, bạn chồng mình nói là ở đây có, ở chỗ mình không có phải chạy xe có, mấy tiếng. West Coast, đừng để đây, rớt biết rồi, giờ. Biết rồi, ai nói. Thì phải chạy xe 2 tiếng là ngoài phải không? Phải chạy xe 2 tiếng mới bắt được. Xa quá. Hai chồng mình không có chạy xuống đâu. Nó bọc chung với con muscle á. Con gì? Muscle gì? Muscle là con gì đó? Chim chép á. Ôi ơi, con chim chép. Spicy. Mọi người xin được bốn thớt. Em để có 3 trái ớt rồi. Cay. Vợ chồng mình bây giờ ăn cay dở quá luôn, hay là vợ chồng mình già rồi? Ôi, xưa ăn cay ngon. Hồi xưa ăn cay dữ lắm mọi người, mà bây giờ không biết sao tự nhiên cái lưỡi, cảm giác cái lưỡi ăn cay không được đó, phải không? Yeah. Cay quá. Getting old. Tức già rồi, hai chồng mình già. Yes. She's getting young, but I'm getting old. Chồng I'm mình really old. Trời ơi, nói tiếng Việt đây, anh nói tiếng Anh, người ta bị chửi sắp mặt bây giờ. Nói tiếng Việt không nói, mà đặt đi nói tiếng Anh muốn bị chửi hả? Thì em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Anh cho mấy người mà bạn nói tiếng Anh nó nghe. Em nói tiếng Việt cho người Việt Nam nghe. Ồ, vậy em sẽ dịch cho anh nghe hả? Dịch lại hả? Yeah.
Tại vì bây giờ nói tiếng tiếng Việt không, rồi mấy thằng bạn nó vô nó coi, nó nghe tiếng Việt không. Em đâu để English shop đâu. English shop đâu, sao nó biết. Cô giáo mình nói đó là về nhà mình phải practice, là tập luyện nói thật nhiều mới biết nói được. Chứ mình mà nói tiếng Việt không á, nó sao? Mình mà nói tiếng Việt không á mọi người, là cô giáo mình nói là sẽ bị chậm nói, không có nói được. So you gotta learn English, speak English. Dạ, yeah, cô giáo mình nói là often. Mình phải nói thật nhiều ở về nhà, phải nói thật nhiều tiếng Anh, không được nói tiếng Việt nhiều. Phải talk. Then you learn more. Talk more English. Còn mình yếu nhất là speak more English. No, em yếu nhất là viết. Viết chữ. Viết biết đọc nhưng mà không, ví giống như cô đọc chữ là đọc cái student á, là mấy cái chữ dễ dễ em biết, còn đọc khó nữa đó là em không có biết ghi. Em bị yếu cái đó. Còn em cứ từ từ đó học ra thôi. Đó, cô giáo nói em bị, thì đó người ta kiểm tra em á, là em cái phần nghe của em đó là cao nhất. Cao, cô nói cao lắm. Cô nói wow Ly Hà. Listen phải không? Listen skill. Yeah, listen skill you very high. Tôi nhìn người xuống cân rồi. Hai anh á. Trời ơi, anh dời số thịt của anh cho em hết trơn rồi. Xuống cân quá xuống rồi. Nó ngon nhưng mà ăn không kiểu này á, nó làm mình sốc ruột quá. Ăn một hai cái chơi là gì anh? Là tuyệt vời hả? Ăn cho thử thách thôi mà. Còn ăn giống như là ăn hết luôn á. Kiểu mình ăn chỉ ăn hết cơm luôn. Mình ăn hết không được đâu mọi người. Chà. Nó sốc ruột á. Dạ, yeah, chỉ ăn được có nhiêu đây thôi. Nhưng mà anh đánh giá cái oyster này sao? Pretty good. Good. Phải chứ nó có một tí sò, một tí thịt bò. Yeah, a little bit of this, a little bit of that, then là good đấy. Nhưng mà cái này nấm không á, nó cảm giác giống như là rất là sốc ruột. Cho nên vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Bye bye everybody. Bye bye mọi người. Mọi người đừng quên like video, subscribe. Share video and subscribe video. Yes, bye bye. Ơ dạ anh tắt giùm em, tắt giùm em đi thôi đi.